Hello mọi người, hello cuộc đời. Trời đất ơi, dữ vậy sao? Thôi, chị Sun ơi. Trời đất ơi, trời ơi, cả nhà ơi, cả nhà ơi. Tiêu rồi, lần này là 45 kênh là lên dĩa với chị Sun đó rồi. Chị Sun kiện hết rồi, toan rồi. Hỡi chị Mi Sun ơi, chị nói chi câu ấy thêm đau lòng cho ai kia đau khổ muôn phần. Gầu chị ghê. Ta nói sống làm bà ngoại đồ rồi, bà nội rồi mà cứ hả sân vô. Tao nói nặng, nói nhẹ, nói e. Bây giờ tại sao bây giờ em hỏi chị nè? Tại sao chị nói người khác được, tới gần không nói tụi em đúng không? Tại sao chị nói người khác được mà người khác 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 của người khác nói chị không được? Chị cho em dòng suy nghĩ đó coi. Hả? Chị đâu phải là thần là thánh, chị đâu phải là mẹ thiên hạ mà má thiên nhiên đâu, đúng không? Chị nói người khác được, người khác có quyền bình luận bình phẩm như chị được. Sống ở đời thì nó bình đẳng đi, đúng không? Trời đất, quỷ thần thiên địa ơi, làm việc với sở 4T, 7T, 8T gì đó. Rồi bây giờ khoe khoang là chụp được hình làm rồi gì giấy mời, giấy triệu tập gì tùm lum tà la gì trời. Rồi chị tính làm gì người ta? Chị tính làm gì người ta? Thì giỏi lắm, người ta sai sự thật, người ta phạt 7 triệu rưỡi. Đúng không? Nhưng mà cái đó nó chỉ thể hiện cho chị thấy rằng là những việc chị làm á, nó không đáng, hiểu không? Nó không đáng. Thay vì những cái chuyện mà chị, các cái tiền mà chị đi lập vi bằng người khác để mà thỏa cái cơn tức, cái cơn sân si của chị nè, chị lấy cái tiền đó chị đi ra miền núi, chị đi ra coi như là cái chỗ nào đó mà có người nghèo á, chị cho người ta đi, người 100.000 cũng được nữa. Đó, hay hoặc là nước cốt nhỏ đường trị đau lưng nhức mỏi đau xương khớp tê bì chân tay thần kinh tọa ha, cực kỳ tốt cho sức khỏe luôn ha. Còn đây là rượu xoa bóp và bông gân chặt tay chặt khớp xương khớp rất là tốt cho người già ha. Ai cần liên hệ số màn hình nha quý vị. Người 5 kg gạo, 10 kg gạo nó cũng ý nghĩa nữa, đúng không? Đúng không? Người ta nói chị là người ta tự lãnh nghiệp lấy, đúng chưa? Mình con của nhà Phật mà, luôn luôn nói đạo lý, luôn luôn nói chính kiến mà. Vậy thì tại sao mình đi lại làm ngược lại giáo lý nhà Phật? Là mình, người ta nói mình cái mình đi kiện người ta, người ta nói mình cái mình đi thưa người ta, thấy không? Người ta chưa chửi cha mắng mẹ mình luôn á, ta nói trái ý ngược mình thôi là mình đi kiện đi thưa người ta. Còn trong khi đó mình lấy người khác mình bình phẩm, đó là cái gì, thể hiện rằng là cái tính của chị sân si thôi, chị hiểu không? Sân si thôi, chứ trên đời này em nói chị có ai sợ ai, mà có ai mà làm gì ai được cái gì ai đâu, đúng không? Vậy thì em chỉ nói với chị một điều như thế này nè, chị càng làm thì cái hình ảnh chị của chị á, chứ cái danh xưng của chị hoa hậu rồi đó, nó càng người ta càng nhìn thấy người ta càng thấy méo mó thôi, chị hiểu không? Rồi thì những người bình luận coi như là trong kênh chị là chị cũng kiện người ta, những người mà chủ kênh thì chị cũng kiện người ta đã đành đi, tức là người ta có nói chị thế này thế kia thì chị kiện người ta, đúng không? Nhưng mà còn những người ta bình luận trái ý với chị thì chị cũng kiện người ta luôn. Ủa gì kỳ vậy, gì lạ vậy, sao chị khoái kiện người ta quá vậy? Chị thích kiện người ta lắm đúng không? Trời đất ơi, chị nghĩ đi, trong cuộc sống này thì nó muôn màu muôn vẻ, trong cuộc sống này á nó cũng vô thường, mà chị là cái người mang trong người của mình một cái chứng bệnh nữa. Tôi đã khuyên chị rất là nhiều lần nên đừng tham gia drama nữa, cảm thấy không phù hợp đó, mình dừng lại, mình dừng lại, mình vui vầy sum vầy với con cháu đi, không cần thiết phải tham gia đâu, chị cũng đâu có phải là nghèo khó túng thiếu gì đâu, đúng không? Đúng không? Đó thì vậy chị tham gia để làm gì, đúng không? Nhưng mà tại chị cái tính gì sân si, chị muốn coi như là muốn mọi người phải biết ơn chị muốn mọi người là phải coi như là tung hô chị, phải thần tượng chị. Nhưng mà chị nên nhớ nè, này là cái gen, mà cái gen này là của xã hội, cái gen này là của tất cả mọi người,
cảm thấy mà trái ý họ, nghịch ý họ, họ ý kiến ý cò, đúng không? Chứ đâu phải là cái trend này là của người thân của chị hay là của gia đình chị đâu, mà chị bắt người ta phải mang ơn mang gì chị, mà chị bước vào cái trend này chị là mục đích của chị là kiếm tiền cơ mà, đúng không? Còn chị đi kiện đi thưa người ta, chị thứ nhất chị có thời gian, thứ hai nữa là tiền bạc, lập vi bằng rồi luật sư rồi các kiểu, chị thấy làm như vậy có đáng không, có đáng không chị? Hay là làm như vậy chỉ là cái do cái tính mình sân quá, mình làm như vậy để thỏa lòng mình, đúng không? Vậy thì mình phải nói với nhau một điều gì ngay từ đầu, từ cái lúc mà tụi em chơi với chị là chị bán tính gì đã như vậy rồi, nhưng mà tụi em nhìn không ra thôi, đúng không? Rồi chị nhớ rằng là khi ra Hà Nội á, cũng một cái sự cố gì đó mà chị cũng đã bỏ về, đúng không? Khi mà chị đi ra ngoài Hà Nội, chị không được tôn trọng hay như nào đó, chị cũng đã bỏ về. Sau này chị kể là do những người kia hiểu lầm như thế nào đó, chỗ phía chỗ chị Hằng gì đó. Cho nên á, em chỉ khuyên chị một điều như thế này nè, bớt bớt lại đi nha. Cảm thấy mình không làm nữa, mình không nói nữa thì thôi dừng lại. Nhưng em hứa, em dám chắc với chị luôn, chị không bao giờ bỏ được và chị không bao giờ làm là nghỉ được. Vì á, cái bản tính của chị là cái tính sân si, mà làm sao chị nghỉ được, đúng không nè? Cái tính sân si thì chị không bao giờ chị nghỉ được đâu, tôi dám chắc với chị luôn, đúng không? Cái tính sân si thì không bao giờ nghỉ được và không bao giờ bỏ được. Cho nên á, tất cả những gì mà chị lãnh được ngày hôm nay, nó cũng mang cái kết quả từ chị ha, từ chị mà ra, chứ không có từ ai chứ, từ chị mà ra hết, thấy không? Chứ chị không nói người ta thì làm sao người ta nói chị? Ví dụ như Hồng Loan là cái người ta đang yêu thương, mà chị quay lại chị binh vực Hồng Loan, chị hứa hẹn rất là nhiều thứ. Chị hứa rằng là chị sẽ đi với Hồng Loan tới cuối con đường. Chị hứa rằng là chị sẽ thay mặt cậu Năm bảo vệ Hồng Loan, bla bla các kiểu, trên mộ đồ các kiểu. Rồi họp fan, họp ơ đồ cũng có mặt chị. Chị cũng leo lên đó, chị hát đồ đầy đủ cho nó. Rồi kết quả cuối cùng chị quay xe, chị nói Hồng Loan là cái người con vô ơn, thế này, thế nọ, thế lọ, thế chai. Rồi biểu những người khác, người ta không phản ứng với chị sao được. Người ta phải phản ứng với chị. Chị hiểu không? Mà người ta phản ứng với chị thì chị cho rằng là đố kỵ chị, chị cho rằng là nhục mạ chị, chị cho rằng là xúc phạm chị. Vậy chị trong thời gian vừa qua chị nói rất là nhiều người như vậy thì như thế nào? Đúng không? Đúng chưa? Được cái gì? Tôi là người rất là đàng hoàng, tôi khuyên chị rất nhiều lần, không được thì thôi im lặng. Im lặng và lặng lẽ rút đi. Người ta lúc đó người ta còn phải suy nghĩ, người ta phải tôn trọng chị luôn á. Chị là một người lớn, đúng không? Còn đằng này chị nói, chị hành động, chị làm hoàn toàn trái ngược hết những cái gì mà cái tên của chị nghe rất là kêu. Đã qua hậu thì phải có cái gì đó nó phải những cái hơn người ta, thể hiện hơn người ta, rồi thế này thế nọ hơn người ta, đúng không? Còn đằng này á, nói hở tới chị cái đầu là chị sung ba khía chị lên, chị dựng dựng lên. Mà con người chị phải nói là sân si dễ sợ luôn, sân si tới mức mà nằm trong bệnh viện mà cái tay còn truyền cái ống nước biển như vậy mà chị cũng leo lên chị cự nữ, sân tới mức độ đó luôn á. Tôi không nghĩ là chị tới mức độ đó luôn á chị Xuân. Mà nó vẫn diễn ra nha. Mà tính ra chị cũng hay nhá. Chị sân si như vậy, chị coi như là ghét rất rất rất, rất nhiều người nói chị. Chị phải lường trước được rằng là chị phải có ngày hôm nay, đúng không? Chị phải có ngày hôm nay chứ làm sao mà chị không lường trước được. Chị phải lường trước chứ, đúng không nè? Cho nên á, cái sự việc của chị á, tôi nói thiệt á nha, chị kiện gì thưa, chị kiện luôn cả bình luận, chị kiện luôn cả coi như là những người mà vô bình luận trong kênh chị. Tôi nói thiệt với chị rảnh quá trời rảnh luôn. Rảnh còn hơn bà Nguyễn thì rảnh nữa.
tự nhiên bây giờ không lẽ chị nói ra là ý trời ý Phật sao mà người ta phải 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 nghe lời chị nói ra là một cái gì đó chân lý, sao người ta phải nghe lời chị phải hiểu là như vậy. Sống ở trên đời này ta có cháu nội rồi, chân lý sống chị còn chưa nhìn ra, chưa tìm ra, đúng không? Mạng xã hội mà, tôi đã khuyên chị rất là nhiều lần đừng có úp con hình cháu đồ lên, chị có sức chơi thì có sức chịu. Mạng xã hội này nó ghê gớm lắm, thậm chí là nó cắt ghép hình ảnh này kia kia nọ. Không, có người sân như chị sẽ sân lên thôi, đúng không? Chị đâu có nghe, không, chị ngưỡng chị tưởng chị là má thiên hạ mẹ thiên nhiên, làm cho thấy ghê lên. Rồi kết quả cuối cùng là gì? Kết quả cuối cùng nhập viện à, đúng không? Kết quả cuối cùng là nhập viện. Trời ơi là trời, thôi chị ơi, đời mà có dai thì có trả thôi, thấy không? Chứ hả, có dai mà không có trả sao được, thấy không? Đời cha ăn mặn thì đời con khát nước, đúng không nè? Thôi khuyên chị nè, sống cho nó đàng hoàng, sống cho nó chân thành, thấy không? Mọi thứ thì nó còn ở phía trước, thấy không? Chứ đừng có nên bi quan, hen chị hen. Đó là những gì là cái buổi trưa ngày hôm nay tôi gửi cho chị, sau khi tôi xem được cái thông tin đó mà chị nói là chị thưa chị kiện người ta, và coi như là phía cơ quan sắp tới đây sẽ mời hai YouTuber lên, thấy không? Đó là Ustam TV và thằng Giang TV, đúng không? Người ta sẽ mời hai thằng đó lên làm việc, đúng không? Thì mời đi rồi lên làm việc sao, chứ người ta giờ ta cũng đâu có biết sao đâu, đúng không cả nhà? Đó là những gì mà mình muốn chia sẻ với tất cả của chú anh chị. Thì sắp tới này hai hai thằng YouTuber, thằng Giang TV ấy, thằng thằng Thám Tử Cao thì nó lên thì em cần vỗ tay cả nhà, còn Ustam TV thì không nên, đúng không? Rồi ok, đó là những gì em chia sẻ ngày hôm nay nha, bye bye cả nhà. Nước cốt nhỏ ủ đường trị đau lưng nhức mỏi, đau xương khớp, tê bì chân tay, đau thần kinh tọa của chú anh chị ha. Ai cần thì liên hệ trên số Zalo màn hình của bánh mì ha. Cái này là cực kỳ tốt, đây là sản phẩm nhà em làm nha, yên tâm về chất lượng ha. Đau lưng nhức mỏi, đau xương khớp, tê bì chân tay, đau thần kinh tọa cực kỳ tốt ha, cực kỳ tốt. Trong uống ha, đây là uống, đây là nước cốt nhỏ, nó hương vị của nó là chua chua ngọt ngọt, rất là dễ uống. Còn đây đây là cao so bóp, sản phẩm mới của gia đình à, cái này là cũng là sản phẩm gia truyền nha. Này là rượu xoa bóp ha, bị chật khớp nè, rồi bong gân nè, những người mà bị có như là thể thao, chơi thể thao mà bị bong gân này kia cái nọ, hay qua là phù nề sưng rồi đó, thì sức cái rượu gia truyền này là cực kỳ tốt nha, cực kỳ tốt luôn, tan máu bầm cực kỳ tốt ha. Ai cần thì cô chú anh chị cứ mạnh dạn nha. Một chai của nó là 135.000, 135.000 bao ship toàn quốc ha cô chú anh chị. Đó, sản phẩm nhà 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 em tự nói chung là gia truyền nha, sản phẩm gia truyền ha, rượu sô bóp ha. Còn nước cốt nhào là 300.000 ha, cũng bao ship toàn quốc luôn đó, cũng bao ship toàn quốc luôn. Coi như là chị đau lưng nhức mỏi, đau xương khớp, tới bị chân tay, đau thần kinh tọa, một chai này, một chai nhào là 300.000, còn chai rượu sô bóp 135.000 cũng bao ship toàn quốc luôn nha cô chú anh chị. Anh chị nào có nhu cầu thì cứ liên hệ số Zalo trên màn hình nha. Rồi một lần nữa xin cảm ơn quý vị, hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị.